Chat với người nổi tiếng. Chat với người nổi tiếng. Thưa quý vị, thưa các bạn, mênh mông biển nước, người chết, nhà trôi, núi lở, cầu đường gãy đổ, nứt toác. Ấy là cảnh mà người dân nhiều tỉnh miền Trung đang phải hứng chịu. Cùng chung tay chia sẻ mất mát, khốn khó của đồng bào, hàng loạt cuộc vận động ủng hộ, quyên góp và những chuyến đi từ thiện trao quà tận tay người dân kiệt quệ vì chống bão, lũ, chống lũ. Và cũng như bao lần thiên tai địch họa, giới văn nghệ sĩ luôn nằm trong đội ngũ đi tiên phong, truyền cảm hứng trong các hoạt động thiết thực giúp đỡ đồng bào trong cơn hoạn nạn. Một số nghệ sĩ đã đứng lên phát động phong trào, nhận được hàng chục tỷ đồng, rồi không quản ngại gian khó nguy hiểm, sẵn sàng lội nước lũ để trực tiếp gửi tặng những phần tiền, những món quà ấm áp yêu thương. Vào tuần tới thì ca sĩ Hồng Nhung cùng những người bạn sẽ đến mảnh đất đang oằn mình vì mưa lũ để trao tận tay nhiều món quà ý nghĩa. Còn vào ngày 29 tháng 10 này, ca sĩ Quang Dũng sẽ tổ chức đêm nhạc tại nhà hát thành phố Hồ Chí Minh và dành toàn bộ số tiền bán vé để ủng hộ đồng bào lũ lụt. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ hai nghệ sĩ để tìm hiểu rõ hơn hoạt động thiện nguyện đầy tính nhân ái này. Vâng, xin được lưu ý là cùng với việc phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1, chúng tôi đang livestream trên fanpage địa chỉ facebook.com/vov1.vn. Nếu muốn theo dõi cuộc trò chuyện một cách sinh động và dễ dàng tương tác, mời quý vị truy cập vào địa chỉ facebook.com/vov1.vn. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho ca sĩ Hồng Nhung và Quang Dũng bằng cách comment khi xem livestream hoặc gọi điện thoại đến số 02439349483. Xin nhắc lại số điện thoại 02439349483. Và bây giờ xin nhường lời cho biên tập viên Hải Quân bắt đầu chat với người nổi tiếng. Vâng, trước tiên xin cảm ơn hai ca sĩ Hồng Nhung và Quang Dũng đã tham gia chuyên mục Chat với người nổi tiếng cùng với chúng tôi. Câu hỏi đầu tiên xin được dành cho ca sĩ Hồng Nhung ạ. Cách đây 3 ngày thì tôi và rất là nhiều khán thính giả bất ngờ khi mà chị quyết định thay ảnh đại diện trên trang Facebook cá nhân. Không còn là cô bống vấn tóc thanh lịch, đeo vòng Chanel sang trọng, mà là hình ảnh của một người phụ nữ khác, trơ vơ ngồi trên đỉnh của một nóc nhà lợp lá giữa mênh mông biển nước lũ, và trên tay thì chỉ cầm một bộ quần áo với ánh mắt ngơ ngác hoang mang. Chắc hẳn là bức hình ấy gây ấn tượng rất mạnh với chị đúng không ạ? Xin chào Quân và xin được gửi lời chào trân trọng đến tất cả khán giả của chương trình. Đúng như bạn nói, Hồng Nhung cũng giống như biết bao nhiêu con người khác trong thời gian vừa qua, ngày nào ngày đêm là chờ ngóng tin về những đồng bào của mình ở miền Trung, và một trong những tấm hình mà đã làm cho rung động lòng người đó là tấm hình của người phụ nữ mà Quân vừa tả xong. Và phải nói rằng là cái việc mà Hồng Nhung quyết định để làm một cái quỹ nhỏ và sẽ đi về miền Trung để mang cái tấm lòng của mình về cho đồng bào, để làm cho họ ấm lòng hơn một chút, là xuất phát từ sự quan tâm rất là trẻ thơ, rất là hồn nhiên nhưng vô cùng tình cảm của hai em Tôm và Tép. Chúng nó trụng đầu vào nhau. Đầu tiên là báo cho mẹ biết cái tin là mẹ ơi, cung thành Huế bị ngập chết rồi. Và sau đó là chia sẻ với mẹ những hình ảnh như là hình ảnh của cô gái ngồi trên nóc nhà mà cô vừa nói, và nhiều hình ảnh khác rất là đau lòng. Và các em tự tìm hiểu là tại sao có bão, tại sao có mưa nhiều, và tìm hiểu xem là những việc này sẽ gây tác hại như thế nào đến đời sống hàng ngày của mọi người dân ở miền Trung. Trẻ con đến trường thì làm thế nào? Có rất nhiều những câu hỏi đặt ra, và chính vì thế rất là bộc phát mà mẹ cháu đã quyết định tạo ra một tài khoản ở ngân hàng. Đầu tiên là mở hàng tài khoản bằng 100 triệu tiền của mẹ, của con, và các em bỏ luôn xin được để cái tiền lì xì để dành bao lâu của mình vào. Sau đó thì ông gặp được rất nhiều sự ủng hộ của rất nhiều người có cùng chung một cái cách nghĩ và ủng hộ cho cái quỹ này của gia đình nhỏ Bóng Tôm Tép. Dạ vâng. Thế còn ca sĩ Quang Dũng là một người bạn thân thiết, một người đồng nghiệp thân thiết của Hồng Nhung, thì anh có suy nghĩ thế nào khi mà thấy hình đại diện mới của nữ ca sĩ kèm theo dòng chú thích là cùng đồng bào miền Trung chống lũ với số tài khoản ủng hộ mới lập ạ? Thực
Phải nói là trong những ngày qua, cả nước của chúng ta đều hướng về miền Trung, cũng giống như Hồng Nhung đã vận động trước tiên là từ những người thân đến khán giả những kênh lâu nay của chị Hồng Nhung, và đó là một cái điều mà gây cho con Dũng cái sự xúc động và cũng là cái động lực cho con Dũng thực hiện một chương trình riêng. Và sau đó thì liên lạc gọi cho chị Hồng Nhung để mà hai chị em cùng nhau làm một chương trình để mà hướng về miền Trung. Dạ vâng, trong đợt mưa lũ này thì có rất là nhiều hình ảnh hay là những câu chuyện gây xúc động mạnh, như là hình ảnh người chồng ở tỉnh Thừa Thiên Huế khóc ngất giữa con đường đục ngầu nước khi mà hay tin vợ đi sinh con đã bị lũ cuốn mất tích, hay là câu chuyện 13 cán bộ chiến sĩ vừa được phong liệt sĩ đã ngã xuống khi mà đang thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn ở công trình thủy điện Rào Trăng 3 cũng ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Với ca sĩ Quang Dũng ạ, cũng là một người con miền Trung, thì có dòng tin tức hay hình ảnh câu chuyện nào trong mưa lũ khiến cho anh xót thương hay là chăn trở dai rất nhiều nhất ạ? Một người chồng khi rất là tuyệt vọng khi mà người vợ của mình trên đường đi sinh thì lại bị ghê lật và nước cuốn trôi, cũng như là 13 người gọi là anh hùng của Việt Nam đã hy sinh trong cái đợt lũ này. Đó là những cái hình ảnh mà xúc động và tiêu biểu nhất. Không những liên quan đến mà tất cả mọi người khi mà nghe những thông tin, khi mà nhìn thấy những hình ảnh như thế đều là xúc động vô cùng. Cũng như trong những ngày qua, ngoài những cái hình ảnh xúc động đó thì có những thôn quê ở vùng sâu họ không có được lương thực và không có được nước để mà uống. Thành ra là khi mà mình nhìn thấy đồng bào của mình, nhìn thấy những người trên quê hương của mình như thế, thì không những liên quan mà tất cả những người mà gọi là có điều kiện đều mong muốn đóng góp, mong muốn tìm đến để mà chia sẻ. Con Dũng nghĩ rằng đó là cái câu nói rất là hay của người Việt Nam của chúng ta, là lá lành đùm lá rách. Dạ vâng, thông qua số điện thoại 0243 934 9483 thì chúng tôi có nhận được câu hỏi của thính giả Văn Toàn ở Nam Định. Xin mời thính giả Văn Toàn đặt câu hỏi ạ. Chào chị Hồng Nhung và anh Quang Dũng ạ. Em được biết là vào tuần tới thì chị cũng như là các bạn bè sẽ vào các tỉnh miền Trung mà đang chịu nhiều thiệt hại của mưa lũ ấy, để trao tận tay những món quà. Cho em hỏi là chị đã tìm hiểu gì trước chuyến đi ạ? Và chị có thể chia sẻ lịch trình cũng như là các hoạt động cụ thể sẽ diễn ra không ạ? Khi mà tình hình hiện tại thì em biết là rất là phức tạp ấy, mưa gió và ngập, nhiều nơi thì còn bị cấm đường. Không biết là chị có sợ nguy hiểm không? Nếu mà muốn tham gia trực tiếp hay là ủng hộ một cách gián tiếp thì có cách thức nào không ạ? Em cũng muốn hỏi là anh Quang Dũng có tham gia cùng chị Hồng Nhung trong cái hoạt động này không? Em cảm ơn anh chị. Vâng, xin mời ca sĩ Hồng Nhung có thể là giải đáp câu hỏi của thính giả. Cảm ơn bạn đã có quan tâm. Đúng như bạn nói là hiện nay tình hình về bão lại đang tiến triển theo cái mức mà mình không có mong muốn. Dự đoán là trong 4 ngày tới là còn sẽ còn mưa rất nhiều và bão. Vì thế cho nên những người, ngay cả những người ở địa phương ở Thừa Thiên Huế có khuyến cáo với cả Hồng Dung là đừng có sắp xếp cái kế hoạch đi ngay tức thì. Bởi vì nhiều khi mình muốn giúp nhưng mà mình đến không đúng lúc á, nhiều khi làm quẩn chân những người đang bận rộn ở tại địa phương. Vì thế ta sẽ Hồng Dung á là sẽ chờ đợi để cho đến lúc nào mà không còn bão nữa thì lúc đó ở địa phương sẽ báo là có thể lên đường. Cái bước đầu tiên là Hồng Dung và những người bạn của mình, trong đó có cả, tất nhiên có cả Quang Dũng, là sẽ hướng bước đầu tiên là sẽ xin được đến để liên hệ. Hiện nay là những cái người bạn của Hồng Nhung và những người quen ở Huế, cũng xin bật mí là Hồng Nhung trong dòng máu của mình là có dòng máu Huế, bởi vì ông ngoại và bà ngoại đều là người Huế. Mẹ Hồng Nhung được sinh ra tại Hà Nội nhưng mà là người con, là bố mẹ là Huế.
và vì thế có rất nhiều các bà con, những người hiện nay đang làm những nhiệm vụ chống lũ tại Thừa Thiên Huế, vì thế giúp được cho mình rất là nhiều. Trong việc đầu tiên, bước đầu tiên, Hồng Nhung và Quang Dũng và các bạn của mình muốn được đến đầu tiên là với gia đình của 13 chiến sĩ vừa rồi là đã hy sinh, cộng với lại gia đình của 17 người đã hy sinh ở Thừa Thiên Huế. Thì đầu tiên là những người thân gia đình của Hồng Dung, bạn bè này, họ hàng này, là đang liên hệ được gần hết với 30 gia đình mà Hồng Dung nói trên của những người mà hy sinh. Và đầu tiên là chúng tôi sẽ xin được đến với các gia đình này. Dạ vâng. Dạ vâng ạ. Thế còn câu hỏi thính giả cũng muốn thắc mắc là không biết là ca sĩ Quang Dũng thì có đồng hành cùng với cả Hồng Nhung trong chuyến đi từ thiện tới miền Trung dự kiến sắp tới hay không ạ? Quang Dũng và Hồng Nhung luôn luôn đồng hành cùng với nhau để bằng cách nào đó, cách thiết thực nhất để đến với vùng lũ. Trong những ngày qua thì ngoài cái sự vận động của Hồng Nhung trên số tài khoản để mà khán giả cũng như là quanh khắp mọi nơi để ủng hộ, thì về phía Quang Dũng thì đang vận động để đến với đêm nhạc, và chắc chắn là sau đêm nhạc thực hiện tại nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh thì Quang Dũng sẽ đến tận nơi. Và những ngày qua thì là Quang Dũng đã liên lạc với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ở Huế. Sau khi đêm nhạc kết thúc thì sẽ mang những cái tặng phẩm cũng như là cái số tiền mà khán giả ủng hộ đến tận nơi. Đến hiện nay thì mặc dù là một thời gian ngắn nhưng mà đã có được những sự đóng góp rất là nhiều từ phía khán giả, từ phía người thân của mình. Cảm ơn. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Chat với người nổi tiếng. Ca sĩ Hồng Nhung và Quang Dũng hướng về đồng bào lũ lụt miền Trung, phát thanh trực tiếp trên kênh VOV1 và livestream tại địa chỉ facebook.com/vov1.vn. Quý vị và các bạn có thể đặt câu hỏi cho hai vị khách mời bằng cách comment khi xem livestream hoặc gọi đến số điện thoại 0243 934 9483. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 9483. Vâng, những ngày qua thì trên mạng xã hội cũng như là các diễn đàn đã nổ ra một cái cuộc tranh cãi và so sánh về việc các nghệ sĩ làm từ thiện xem là ai quyên góp được nhiều tiền ủng hộ hơn, hay là ai đến được nhiều vùng ngập lụt để mà trao quà hơn. Rồi tại sao với người này thì chỉ tặng một thùng mì, còn với người khác thì lại tặng cả 50 hay là 70 triệu đồng. Và ngay cả việc một nữ ca sĩ khi mà sắn quần quá cao để mà lội nước lũ đến từng nhà dân bị cô lập thì cũng bị bình phẩm soi xét. Chị Hồng Nhung có suy nghĩ thế nào về câu chuyện này ạ? Theo Hồng Nhung thì câu chuyện mà Quang Dũng nói đến là lá lành đùm lá rách, thì đây đầu tiên xuất phát từ người Việt Nam mình gọi là từ cái tâm. Và khi mà ai có thể đóng góp và chia sẻ, có cái gần đây có cái gọi là chia sẻ là đóng góp, có cái khẩu hiệu đó, Hồng Nhung nghĩ rằng mình rất thích cái khẩu hiệu đó vì nó rất là thực tế. Chia sẻ là đóng góp. Nếu như người ta có thể chia sẻ trong cái mức có thể của mỗi người có một cái hoàn cảnh rất là khác nhau. Vừa rồi nếu như các bạn muốn, các quý vị mà muốn cùng đồng hành với Quang Dũng và Hồng Nhung thì có thể thấy trên Facebook của Quang Dũng hoặc là Facebook của Lê Hồng Nhung sẽ thấy là trong đó có rất nhiều những cái comment của rất nhiều người, có thể chỉ là một em sinh viên và em rất là chân thành đóng góp 500.000 đồng hay là 300.000 đồng, hay có người doanh nhân lại đóng góp cùng với Hồng Nhung là 10 triệu đồng, hoặc là có người muốn đóng góp 50 triệu đồng. Cái đó không phải là cái chuyện để chúng ta, đây là một vấn đề rất là nhân văn. Chúng ta không lấy cái vấn đề là bao nhiêu tiền một gói mì như là em Quân mới nói, hay là hòa cả mấy chục triệu đồng, mà đây là cái việc mà chúng ta trân trọng tấm lòng như nhau. Mỗi một hoàn cảnh sẽ có một cái khả năng để đóng góp. Nhưng Hồng Dung nghĩ rằng chúng ta không nên đem cái việc nó, đây không phải là cái vấn đề đang đến về kinh tế. Và các ca sĩ, Hồng Dung nghĩ rằng ca sĩ hay là người không ca sĩ
để khi làm cái công việc này từ tâm và cảm thấy rất là hạnh phúc được làm việc này. Họ không làm để mà ganh đua xem là ai cho được nhiều tiền hơn hoặc là ai sắm quần được cao hơn. Nói đùa là như vậy, nhưng mà đấy là cái cách mà Hồng Dũng nghĩ thì Dũng với lại Quân nghĩ thế nào? Dạ vâng, chúng tôi rất là muốn được biết quan điểm của ca sĩ Quang Dũng ạ. Đã bao giờ anh gặp phải những cái nhận xét thiếu thiện chí về cách mình làm thiện nguyện hay chưa? Nếu như mà có thì anh ứng xử ra sao? Đây là câu hỏi của thính giả Hoàng Nguyên ở Đà Nẵng dành cho ca sĩ Quang Dũng ạ. Xin cảm ơn Hoàng Nguyên. Như chị Hồng Nguyên đã nói là cái sự ủng hộ là một cái điều rất là nhân văn. Thành ra là nếu mình có gặp cái hoàn cảnh đó thì thật ra mình cũng không có đặt nặng cái vấn đề. Cái điều quan trọng là cái lòng của mình đến với sự chia sẻ. Không hẳn là ít hay là nhiều, hay là tự khi mà làm như thế là tự đưa từ quảng cáo cho bản thân mình. Có những nghĩ là không nên nghĩ về cái điều đó, tại vì khi mà có được cái sự vận động từ những người thân, từ những bạn bè hay là những khán giả của mình thì mình đã có được cái điều đó và đi đến nơi tận nơi để mà trao cho những gia đình có những hoàn cảnh khó khăn, thì cái điều đấy không nên đem ra để mà có được cái sự bàn cãi. Và bởi vì cái sự nhân văn là cái điều mà có từ tấm lòng, cho nên là có những cái hoàn cảnh là lại lên án cái sự là sánh quần lên cao quá hay là một số tiền ít quá hay là người ta đã hy sinh bằng cái đến cái nơi mà đang là một cái điểm mà rất là khó khăn, nhiều khi là nó sẽ ảnh hưởng đến cái tính mạng của mình, bởi vì đang là tâm bão. Cho nên là mọi cái sự chỉ trích, mọi cái sự lên án chúng ta không có nên đặt trong cái thời gian này. Dạ vâng, thông qua số điện thoại 0243 934 9483 chúng tôi tiếp tục nhận được câu hỏi của thính giả Diệu Thuần ở Thanh Hóa. Xin mời thính giả đặt câu hỏi ạ. Em chào chương trình ạ. Em đang thấy là ở trên một số báo điện tử cũng như là mạng xã hội thì đang có những cái tranh luận rất là gay gắt về cái việc là mình làm từ thiện thì mình có nên tặng mì tôm đồng loạt cho đồng bào hiện đang bị lũ lụt không? Cái việc hạn chế và chuyển sang các cái yếu phẩm khác như là thuốc men, lương khô, nước uống hoặc là những vật dụng như là áo phao, đèn pin, radio để những người dân ở đấy có thể sử dụng, thì em không biết là chị Hồng Nhung trong chuyến từ thiện sắp tới là chị có ý định là tặng mì tôm tiếp như là truyền thống mọi khi không hay là chuyển sang một hình thức từ thiện khác? Cũng như là cái việc là chị đi làm từ thiện thì chị có ngại là mình sẽ bị trùng lặp về địa điểm với cả đối tượng nhận quà mà các cái đoàn nghệ sĩ hoặc là các cái đoàn từ thiện khác mà người ta cũng đến trong cái đợt này không? Có thể bị cái trường hợp là một số nơi thì người dân được nhận hỗ trợ rất là nhiều, còn một số nơi thì vẫn là bị thiếu thốn khó khăn nhé. Vâng ạ, ca sĩ Hồng Nhung có thể trả lời thắc mắc này của thính giả Diệu Thuần hay không ạ? Xin cảm ơn câu hỏi của bạn. Đây tớ đánh giá rất là cao câu hỏi của bạn, bởi vì chứng tỏ là bạn rất quan tâm về vấn đề này một cách sâu sắc và thực tế. Đây cũng là điều mà Hồng Nhung cũng phải đặt cái câu hỏi cho mình từ lúc trước rồi, nhưng rất may là mình không có một mình có cả gia đình này, có bè bạn, cả một trong những người đó là con Dũng, và có một số những người gia đình, họ hàng, bạn bè ở tại, ví dụ bước đầu tiên của mình là đến Thừa Thiên Huế, thì ở tại Thừa Thiên Huế mình có bà con gia đình. Và vì thế cho nên câu hỏi của bạn rất chính xác, là mình cần phải biết là mình đi đến đâu, bởi vì mình chỉ là một cá nhân thôi, không phải là một cái quỹ từ thiện rất là lớn để mà có thể bao trùm được tất cả mọi việc đang xảy ra ở Thừa Thiên Huế chẳng hạn. Thì mình chỉ xin được là bước đầu tiên xin được đến với 30 gia đình mà đang chịu hy sinh rất là lớn, đó là mất đi người con, người anh, người bố ở trong gia đình, đó là 30 người đã bị mất tích và ở trong cái trận bão vừa rồi. Thế thì những người ở trong
giúp đỡ về Hồng Nhung á, là đang đến với 30 gia đình đó, và mình sẽ biết được là họ thực sự đang cần nhất là những cái gì trong cái thời điểm hiện tại này. Thậm chí nếu như trong tuần này là bão ở địa phương á, là đang khuyến cáo là không nên đến vội, thì mình có thể ví dụ chuyển tiền trước cho họ, tức là bằng cách nào mà nó có thể là thiết thực nhất và làm sao mà cứu hộ được một cách mà nó ngay lập tức nhất và đúng nhất vào cái việc đặt cần. Đúng như bạn nói, nhiều khi tất cả mọi người đều tặng mì tôm, thế cuối cùng một nhà có thể là một núi mì tôm mà lại thiếu áo bảo hộ chẳng hạn, hoặc là như bạn nói. Thế thì cái việc thiết thực nhất là mình phải đến tận nơi, mình biết là mình định đến đâu, và mình phải tiền trạm trước là mình đến tận nơi để xem là ở nơi đó đang cần cái gì, thì mình sẽ chuẩn bị đúng cái đó, và chưa đến được thì mình có thể chuyển tiền trước chẳng hạn. Dạ vâng. Còn một cái thực tế nữa mà dư luận cũng đang chỉ ra hiện nay, đó là không ít nghệ sĩ thì đang quyên góp tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt còn hiệu quả hơn cả các đơn vị ban ngành địa phương. Như là ca sĩ Thủy Tiên sau 4 ngày thì đã kêu gọi được hơn 40 tỷ đồng, hay là Trấn Thành thì cũng kêu gọi được gần 6 tỷ đồng sau 2 ngày thôi. Những con số mà khiến cho không ít tổ chức ban bệ chuyên nghiệp cũng phải trầm trồ. Chúng tôi muốn hỏi ca sĩ Quang Dũng là theo anh thì điều gì đã khiến cho xã hội tin tưởng để mà gửi tiền ủng hộ rất lớn cho các nghệ sĩ nổi tiếng như vậy? Trước tiên cho mình nghĩ là làm những người Việt Nam biết với nhau thì là cái sự đóng góp, là cái sự chia sẻ, có cái may mắn hơn, có cái điều kiện hơn, cái cố gắng nó được nâng lên. Còn bao nhiêu sự ủng hộ đều là bằng cả tấm lòng, như là Thủy Tiên hay là Trấn Thành đã vận động vừa qua, đó là những điều rất là tốt, một cái điều mà con Dũng nghĩ rằng là cả một cái tấm lòng mà cả một cái sự uy tín để mà mọi người ủng hộ để trở thành một cái số tiền lớn như thế, thì con Dũng nghĩ rằng là trước tiên là người Việt Nam dành cho nhau, người Việt Nam mình chia sẻ những cái khó khăn này, thành ra là một người nghệ sĩ thì không những kinh phong hay là nhưng và tất cả mọi người đều mong muốn làm những cái điều gì tốt nhất để được có cái điều chia sẻ đó. Dạ vâng. Mới đây thì nam ca sĩ Jimmy Nguyễn cũng đã khơi lên một cái vấn đề không mới nhưng mà vẫn đầy tính thời sự trong cái mùa mưa bão liên miên, người người nhà nhà làm từ thiện này, đó là ai cũng đem gạo đem mì gói đến cho tạm thời, rồi năm sau thì sao ạ? Đơn giản là năm nào cũng có lũ lụt, năm nào cũng thiệt hại về vật chất và tính mạng. Vậy cho cá hay là cho cần câu, và tại sao chỉ đợi chờ cá mà không ai nghĩ đến cần câu? Câu hỏi này của nam ca sĩ Jimmy Nguyễn thì có gợi cho Hồng Nhung suy nghĩ gì không ạ, thưa chị? Hồng Nhung xin được trả lời thêm một tí về cái câu về phía trước ấy, là tại sao mà một số các nghệ sĩ lại có thể gọi là kêu gọi được, người ta tin tưởng hơn ở một số đơn vị gọi là làm từ thiện, là bởi vì bản thân họ có những cái lượng người hâm mộ gọi là fan club, và họ thấy rằng là cái này nó rất là tình cảm. Giống như anh Quang Dũng nói là cái việc làm từ thiện nó bắt nguồn từ tâm. Họ thấy là nó rất là tình cảm, nó không phải là một công việc của một tổ chức từ thiện. Vì thế cho nên họ được rất là tin tưởng. Thế còn về câu của anh, câu thứ hai là về mà nói rằng là xin quân nhắc lại một tí á. Dạ vâng ạ, ca sĩ Chí Minh Nguyễn thì có gợi lên một cái câu chuyện trong mùa mưa lũ này, đó là chúng ta nên cho cá hay là cho cần câu, và tại sao chỉ đợi chờ cá mà không ai nghĩ đến cần câu ạ? Cái ý của cần câu thì là ý của bạn là cho như thế nào, tớ cũng chưa hiểu ấy. Tức là có lẽ là anh Jimmy Nguyễn ở đây có muốn ý đề cập đến cái vấn đề là chúng ta có những cái giải pháp căn cơ và bền vững hơn để giúp đỡ những cái người dân ở cái khu vực thường xuyên phải hứng chịu hậu quả thiên tai, chứ không phải là chúng ta chỉ viện trợ có tính chất là khẩn cấp hay là tức thời ạ. Bởi vì cái việc làm này thì gần như là đến mùa mưa bão nào chúng ta cũng làm. Theo Hồng Nhung một cách rất là bột phát thôi, chưa có suy nghĩ kỹ về vấn đề này, nhưng mà xin được bột phát nghĩ rằng là việc mà mỗi một bạn có ý nói đúng là mỗi một năm đều có mùa mưa bão, vậy thì bây giờ làm thế nào thì cái việc mà để làm sao tránh được lũ lụt đấy là một cái việc quá là lớn. Cái việc đấy không thể nào mà chỉ là
bột phát từ các cái cơ quan từ thiện hoặc là từ những cá nhân được. Đây là cái công việc quá lớn mà phải là của nhà nước, của chính quyền, về những việc mà nâng cao đường xá hay là tránh cho bão lụt như thế nào, bảo vệ môi trường ra sao. Tức là cái này là cái việc rất là lớn mà phải là nhà nước mới có thể giải quyết được. Còn việc về mỗi một năm đều có lũ lụt thì riêng năm nay là cái lũ lụt lần này nó có cái thiệt hại lớn đứng thứ hai so với cái lần đầu tiên, gọi là cái thiệt hại lớn nhất là cách đây 20 năm, thì lần này nó là lần thứ hai. Vì thế nó làm cho nó xáo trộn rất nhiều, nó gây nhiều cái thiệt hại và làm cho tất cả mọi người đều phải tập trung và cảm thấy rất là đau lòng về việc này. Thế nhưng mà ý của anh ấy là ý đúng, tức là cái vấn đề là mình phải chặn từ ngọn chứ không phải là chỉ đi cứu hộ ở gọi là khi mà hậu quả đã xảy ra rồi. Dạ vâng, rõ ràng là cho cá hay là cho cần câu thì có sẽ tùy thuộc vào nhận thức, quan điểm và hoàn cảnh của mỗi người để mà có sự hỗ trợ khẩn cấp tức thời hay là bền vững lâu dài với thời gian. Chúng tôi thì cho rằng là sự ủng hộ nào thì cũng đều rất là đáng quý. Với những ca sĩ như là Hồng Nhung và Quang Dũng thì có lẽ món quà tặng ý nghĩa nhất với công chúng là lời ca tiếng hát. Chúng tôi có nhận được yêu cầu của thính giả Phương Anh ở Hà Nội và thính giả Văn Nam ở Nghệ An mong muốn hai anh chị có thể song ca ngắn một đoạn của ca khúc Thương Về Miền Trung của nhạc sĩ Châu Kỳ. Ca sĩ Hồng Nhung và Quang Dũng có thể đáp ứng nguyện vọng này của thính giả hay không ạ? Vâng, xin sẽ để cho Quang Dũng hát bài này theo yêu cầu của khán giả. Nhưng xin được nhắc lại là xin mọi người hãy nhớ là đến 29 tháng 10 này tại nhà hát lớn, nhà hát thành phố Hồ Chí Minh là Quang Dũng sẽ tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật rất là đặc sắc, trong đó có vinh dự là có Hồng Nhung và cả bạn Phạm Thu Hà nữa cũng sẽ tham dự với rất nhiều các nhạc sĩ. Xin các bạn nhớ cho là 29 tháng 10 2020 tại nhà hát thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Muốn bổ sung thêm một cái ý như thế này. Lúc nãy Hồng Nhung chia sẻ là bởi vì miền Trung thì mỗi năm thiên tai năm nào cũng có, nhưng mà cái điều mà thiết thực nhất hiện tại là làm sao để mà có được cái sự chia sẻ thiết thực nhất ngay bây giờ đến với người dân đang khó khăn. Còn việc để mà ngăn chặn bão lũ hay tìm cách nào đó thì là một việc lâu dài và rất là lớn. Nghĩa là hy vọng là mỗi cánh tay, mỗi sự đóng góp của mọi người hiện tại đến với miền Trung là cách thiết thực nhất. Còn có lẽ là vì là cái bài hát trên về miền Trung thì là không Quang Dũng và Hồng Nhung không thể chuẩn bị được cái bài hát này, thành ra là có lẽ anh Kim có thể có lẽ là xin được khất thính giả vào một dịp khác đúng không, để ca sĩ Quang Dũng và Hồng Nhung có sự chuẩn bị tốt hơn. Vâng, chúng tôi vẫn còn nhận được rất là nhiều câu hỏi gửi đến Hồng Nhung và Quang Dũng, song vì thời lượng của chương trình có hạn cho nên là xin được hẹn hai vị khách mời giải đáp trong một dịp khác. Và trong ít phút còn lại thì ca sĩ Hồng Nhung và Quang Dũng còn điều gì muốn gửi gắm tới thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ? Xin mời chị Hồng Nhung ạ. Xin cảm ơn các biên tập viên của VOV đã cho Hồng Nhung và Quang Dũng một dịp để được gặp gỡ trực tiếp, không những qua tiếng mà còn phải qua hình nữa, với ban biên tập và với rất nhiều khán giả. Hy vọng rằng là mọi người sẽ đến với Quang Dũng và tất cả các nghệ sĩ khác trong chương trình tại nhà hát thành phố Hồ Chí Minh vào 29 tháng 10, 2020. Và xin chúc cho mọi người sức khỏe, niềm tin vào ngày mai. Và tôi xin hứa là sẽ làm hết sức mình bằng cách tốt nhất và chân thành nhất trong cái việc cứu hộ sắp tới cho miền Trung yêu dấu. Xin mời quan sĩ Quang Dũng vào. Với Quang Dũng thì trước tiên là xin cảm ơn chương trình hôm nay cho Hồng Nhung cũng như là Quang Dũng chia sẻ cùng với tất cả mọi người, cũng như kêu gọi tất cả mọi người cùng hướng về miền Trung và một cách thiết thực để tất cả mọi người được trải qua những ngày được bình yên
sức khỏe được dồi dào, và hy vọng rằng chương trình của Quang Dũng vào ngày 29 tháng 10 năm 2020 này sẽ có được một sự ủng hộ lớn từ khán giả từ khắp mọi nơi để chúng tôi có được cái điều kiện đến với dạ vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ca sĩ Hồng Nhung và Quang Dũng về những chia sẻ vừa rồi. Và chúng tôi cũng xin được nhắc lại là nếu như quý vị và các bạn yêu mến và có điều kiện để thưởng thức tiếng hát trực tiếp của Hồng Nhung, Quang Dũng thì xin hãy đến với nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh vào tối ngày 29 tháng 10 này để thưởng thức đêm nhạc Lời Ca Dao Của Mẹ của ca sĩ Quang Dũng với sự tham gia của khách mời là ca sĩ Hồng Nhung và ca sĩ Phạm Thu Hà. Và toàn bộ số tiền bán vé sẽ được dành để ủng hộ đồng bào lũ lụt. Xin được chúc ca sĩ Hồng Nhung và Quang Dũng thật nhiều sức khỏe, thành công với những dự án thiện nguyện sắp tới để có thể lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa tình cảm ấm áp yêu thương đầy chân ái của cộng đồng xã hội tới với những mảnh đời còn nhiều khốn khó vì mưa lũ ở miền Trung. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.